Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, càng nhớ thương và tri ân bao lớp người ngã xuống, tôi lại càng không thể thờ ơ với những quan điểm sai trái của một số nhà sử học hiện nay khi những quan điểm đó đang cổ suý cho sự xét lại lịch sử, hạ thấp giá trị vĩnh hằng của sự hy sinh, xóa nhòa danh giới địch ta, yêu nước và bán nước, chính nghĩa và phi nghĩa. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết không thể thờ ơ của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Có lẽ không ở đâu trên thế giới này có một dân tộc như dân tộc Việt Nam để giành và giữ nền độc lập hòa bình thống nhất cho tổ quốc lại phải trải qua nhiều thử thách cam go và phải đương đầu với nhiều đế quốc to như dân tộc ta. Tàu, Pháp, Mỹ, Nhật, Chính những cuộc đục đầu lịch sử đó đã hung đúc nên ý chí kiên cường và truyền thống vẻ vang của dân tộc. Có nên truyền thống đó biết bao thế hệ, biết bao lớp lớp người đã hy sinh anh dũng, đã cống hiến sức lực và xương máu xây đắp nên. Chính vì vậy, chỉ có dân tộc này mới có những câu thành ngữ sâu sắc để lại muôn đời sau nhằm giáo dục cho con cháu mãi mãi tri ân những người có công với nước. Uống nước nhớ nguồn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Và cũng vì ý nghĩa sâu sắc đó Bác Hồ và đảng ta đã thống nhất Lấy ngày 27 tháng 7 Làm ngày thương binh liệt sĩ Để toàn dân tri ân những ai Đã có công cách mạng Đã gúng góp công sức, máu xương Và sự nghiệp giải phóng dân tộc Xây dựng và bảo vệ tổ quốc Với tôi Ngày này là ngày ngoài sự tri ân chung Tôi luôn dành cho mình Sự tưởng nhớ đến những người đã xả thân ngã xuống trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước là ba, là mẹ, là chú, là cô. Tưởng nhớ đến những đồng đội đã hy sinh trong những trận đánh cùng tôi hoặc trong khi cùng đi hoạt động. Các đồng chí đó nhiều người rất trẻ, nhiều anh em theo tôi nghĩ họ có thể giỏi hơn mình rất nhiều, song họ đã không được vào trường, vào viện nghiên cứu để có thể cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Mãi mãi trong tôi mang nặng mối nợ nghĩa tình này càng nhớ thương và tri ân bao lớp người ngã xuống tôi lại càng không thể thờ ơ với những quan điểm sai trái của một số nhà sử học hiện nay khi những quan điểm đó đang cổ suý cho sự xét lại lịch sử hà thấp giá trị vĩnh hằng của sự hy sinh xóa nhòa danh giới địch ta yêu nước và bán nước chính nghĩa và phi nghĩa bằng cách lý giải hết sức sai trái như các sự kiện sẽ được trình bày khách quan thay vì phân chia hai phía địch ta không gọi ngụy để tránh miệt thị, để hòa giải, hòa hợp dân tộc. Vì sau năm 1954, ở Việt Nam có hai chính quyền độc lập song song tồn tại. Với những vấn đề này, tôi đã nhiều lần bày tỏ quan điểm phản đối và cũng đã gặp phản ánh sự sai trái này với các cấp lãnh đạo. Thế nhưng tất cả đều rơi vào im lặng, hứa nhưng chưa thấy làm. Trong khi xã hội đã phân hóa sâu sắc, tôi và những người như tôi lại bị nhóm người bảo vệ cho sự sai trái đó xúc phạm đủ điều thậm chí có đồng chí trung kiên tự đặt câu hỏi có còn là đảng của bác hồ hay không vì những quan điểm trái với tư tưởng của bác hồ lại không được nhớ chấn chỉnh để ngang nhiên chuyên truyền trong ngày linh thiêng này tôi lần nữa khẳng định những quan điểm sai trái mang tính xét lại lịch sử đang tiếp tay cho diễn biến hòa bình gây chia rẽ nội bộ phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong đảng trong dân tộc và nguy cơ không thể lường hết được với trách nhiệm của một công dân đã gắn bó cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng tôi mong rằng đảng cần có thái độ rõ ràng về vấn đề này để lòng dân lòng đảng được yên dân tin đảng là sức mạnh thành đồng không có gì có thể phá vỡ đó là bài học truyền thống của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống pháp và chống mỹ đó cũng là lời dạy trở thành chân lý của hồ chí minh đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình mong và tin đảng ta sẽ xử lý đúng đắn vấn đề này